mình được set up nè, lên âm thanh âm nhạc cho khách, khách rất là hài lòng. Nhưng mà sau đó khách muốn thích mình nghe thử, mình hát thử cái chất âm nó như thế nào để mình test trước cho khách, xong rồi mình mời test khách đó. À, lúc mình hát á không có nhiều cái vui lắm. À, lúc mình đang vừa hát cái khách kêu thôi ngưng, ngưng ngang đi, tắt tắt ngang, cái mình phải tắt ngạc ngang. Chào tất cả mọi người. Năm 2022 quả là một năm rất là đáng nhớ đối với Thiên Vũ Audio. Và trong video lần này, chúng ta sẽ không nói đến những hành trình lắp đặt hay những câu chuyện review sản phẩm nữa, mà thay vào đó là chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ đội ngũ Thiên Vũ Audio để xem trong một năm qua các bạn đã có những câu chuyện đáng nhớ nào nhé. Let's go. Anh cho em phỏng vấn một tí nha. Thì năm 2022 cũng đã kết thúc rồi, thì không biết là trong một năm qua anh nhìn lại thì có những cái câu chuyện nào trong quá trình tư vấn khiến anh cảm thấy khó quên hay là có ấn tượng hay không? Tư vấn thì nói chung là anh không có cái gì là ấn tượng hết. Nhưng mà về đi lắp đặt thì đợt trước là anh có đi cùng mấy anh em kỹ thuật để tìm hiểu thêm về thế nào là một cái công trình lắp đặt như thế nào á. Thì có gặp đến nhà một anh khách, nói chung là hai anh chị cũng rất là niềm nở, nhưng mà anh khách này cũng là dân kỹ thuật, thành ra là khi mà vào làm á, anh khách cũng là dành làm trơn à. Trời, nếu vậy là anh đó làm hết thiệt luôn hay sao anh? Nói chung là cũng không phải làm hết, thì bên anh mấy anh em kỹ thuật thì vẫn hỗ trợ ảnh làm, tại vì ảnh muốn tự set up thử. Nhưng mà sau khi mà set up xong hết rồi á, thì ảnh vẫn không có hài lòng. Wow, nghe có vẻ phức tạp ha. Vậy cuối cùng mấy anh giải quyết như thế nào? Thì nói chung là cũng cố gắng tìm ra một cái phương án nào tốt nhất. Tất cả anh em kỹ thuật rồi cả anh khách cùng ngồi lại để bàn và đã tìm ra hướng giải quyết và làm theo cái ý muốn mong muốn của khách. Và học cũng được rất nhiều điều về những cái kiến thức về riêng của khách. Thì đúng là trong cái quá trình mà mình đi lắp đặt thì ngoài cái việc mà mình gần gũi với khách hàng hơn thì đó cũng là một cái cơ hội để mình học tập thêm nhiều kiến thức anh ha. Đúng rồi. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Hello anh Sang. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui khi gặp lại mọi người trong video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hello, xin chào tất cả mọi người, rất là vui khi gặp lại mọi người trong video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Thì trong một năm qua anh có những cái câu chuyện thú vị nào mà anh muốn chia sẻ với mọi người hay không? Thì một năm qua thì cũng có rất là nhiều câu chuyện, thì có chuyện vui, chuyện buồn, thì không biết là em tìm nghe đến câu chuyện thế nào. Câu chuyện nào mà khiến anh cảm thấy khó quên nhất á? Khó quên hả? Một năm qua thì rất là nhiều câu chuyện khó quên. Thì thực tế thì nếu mà nói về câu chuyện thì mình sẽ nghĩ đến những cái khó khăn khi mà mình làm việc. Ví dụ như là trong một cái việc khi mình tư vấn, mình đã tư vấn xong xuôi hết trơn rồi, khi mà mình đi đến cái bước cuối cùng đó là bước chốt đơn để mà gửi hàng cho khách á, thì thông thường á, đối với những cái khách ở thành phố Hồ Chí Minh thì Thiên Vũ khi mà lắp đặt sẽ gửi hàng đi trong nội thành thì không nói gì rồi, Thiên Vũ sẵn sàng giao hàng đến tay mọi người lắp đặt tận nhà. Tuy nhiên thì đối với những cái khách hàng tỉnh á, thì cái vấn đề mà giao hàng đến tay của khách hàng rất là khó. Và cái nguyên tắc của Thiên Vũ là thường sẽ nhận chuyển khoản trước 100% rồi sau đó sẽ đi gửi hàng đi cho khách. Thì đó cũng là một cái vấn đề. Nhiều khách này sẽ, nếu mà khách nào khó thì khách họ sẽ không có thể nào mà họ chuyển khoản trước 100% một số tiền lớn. Tại vì Thiên Vũ nhiều bộ vàng mình bán lên đến là 100-200 triệu. Tuy nhiên thì vẫn có rất là nhiều khách hàng, đa phần đại đa số là khách hàng sẽ chuyển khoản trước 100% đó. Đối với những bộ vàng 100-200 là bình thường. Thấy được cái tình cảm, thấy được cái sự tin tưởng mà khách hàng đã dành cho Thiên Vũ thì cái điều đó rất là đáng quý. Và cái điều đó làm cho mình cảm giác là mình tự tin hơn, mình yêu nghề hơn, mình mong muốn mang đến nhiều sản phẩm cho toàn khách hàng trên nội thành cũng như là trên tất cả các điều đó làm cho mình cảm giác tự tin hơn đối với việc mang sản phẩm đến cho khách hàng ở trong nội thành cũng như là toàn nước, toàn quốc. Điều đó làm mình rất là vui. Thì đối với em nghĩ thì không chỉ riêng Thiên Vũ Audio mà đối với tất cả các doanh nghiệp luôn, thì nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng 100% như vậy thì đó là một cái niềm tự hào đúng không anh? Dạ rồi, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhân vật
được xem là một anh cả của công ty Thiên Vũ Audio, đó chính là anh Khánh. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh ha. Cho em phỏng vấn anh một tí nha. Thì năm 2022 cũng khép lại rồi, thì mình nhìn lại trong một năm qua, trong cái quá trình mà tư vấn khách hàng, thì anh có những cái khoảnh khắc nào mà đáng nhớ nhất không? Thì nói chung là anh có theo một khách hàng, anh khách đó cũng đến showroom rồi cũng trải nghiệm rồi cũng hát thử, nói chung là cũng rất là ok với sản phẩm của mình rồi, xong hết rồi. Và anh có gửi báo giá, thì anh hẹn hôm sau anh lên anh đặt cọc rồi chuyển tiền cho anh, rồi anh để anh cầm hàng anh, bởi vì là anh ở Buôn Mê Thuột lận, để anh mang hàng về anh chở về luôn, anh tiện xe anh chở về luôn á, không phải mình lên lắp á. Qua ngày hôm sau thì anh không thấy anh đâu, thì anh có nhắn tin lại, vì anh có số điện thoại mà, anh có nhắn tin lại thì không nghe trả lời. Thì anh cũng không biết làm sao, gọi là không có biết là lý do tại sao mình rớt đơn á, không có hiểu lý do tại sao mình rớt đơn. Vẫn đi thời gian, anh cũng coi như anh cũng quên luôn, vì anh cũng lu bu công việc anh quên luôn. Thì đúng 1 năm sau anh quay lại showroom, anh cầm đúng cái tờ báo giá đó mà anh gửi cho anh á. Anh cầm anh đưa cho anh bảo là anh muốn mua bộ vàng giống vậy. Là anh vô anh nhìn cái tờ báo giá là anh biết ngay là anh này là gặp năm trước rồi nè. Hỏi anh lại sao tôi mất tiêu, em bảo là thật ra vì đợt đó là năm 2021 là nó có đợt dịch đó, từ 21 đợt dịch đó, nên là anh về luôn, về quê luôn, gấp quá về quê luôn, nên là không có tiện mang theo gì hết trơn á. Và cũng ở đó coi như là bị dính dịch ở đó đến cả mấy tháng trời luôn, nên là đến năm nay bắt đầu mới lên mua lại, cũng mua lại cái cấu hình đó luôn. Thì nhiều khi cũng khá là vui, vì cái nghĩ là có nghe lúc đầu thì buồn đó, mình tưởng là mình rớt đơn, mình cũng không hiểu lý do tại sao mình rớt, nhưng sau đó thì mình hiểu là không phải rớt mà do cái này vấn đề của khách thôi đó. Tính ra là em có thể theo khách tận 1 năm và kiến khách để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của khách luôn ha. Đúng là kỹ thuật sale của anh siêu đỉnh luôn á. Thật ra cái này nó sẽ là một cái, nó là nguyên tắc của đội sale bên anh rồi. Đội sale bên anh nó sẽ có quy trình bán hàng riêng. Anh đã làm ra một quy trình bán hàng thì tất cả các sale đều phục vụ khách như vậy, đều theo khách như vậy, đều nó có một quy trình để tụi anh làm ra, để tụi anh chấm điểm KPI các bạn sale. Đây nên là nói chung là sale nào vô thì khách cũng tiếp khách hàng trên một cái thái độ nhiệt tình nhất có thể, và nói chung là tư vấn đầy đủ hết cho khách để khách mua sản phẩm về là xài được luôn, chứ không có cần thắc mắc, không cần chỉnh sửa dễ thêm đó. Thì đó như vậy. Đúng là thì để mà xây dựng một cái chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp á, thì chúng ta nên có những cái nền tảng cơ bản như là kỹ năng bán hàng nè, hay là có những cái quy trình chặt chẽ để mình có được một cái chất lượng dịch vụ để mà mang đến sản phẩm cho khách hàng an tâm sử dụng, cũng như là tạo cái sự uy tín bên mình anh ha. Đúng rồi, chính xác. Dạ rồi, em uy tín là số 1 mà. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Thì bây giờ thì mình sẽ lên đường đi tập đặt thời gian. Hello anh Huy. Chào em. Dạ thì năm mới cũng sắp đến rồi, thì nhìn lại trong 1 năm vừa qua thì trong những cái chuyến hành trình lắp đặt cũng như là đi hỗ trợ khách hàng thì có những cái câu chuyện nào mà khiến cho anh nhớ nhất hay không? Để anh nghĩ lại một chút coi. Anh nghĩ rất là nhiều luôn, tại vì nhiều quá nên anh cũng quên mất. Thì thực chất thì mỗi lúc đi lắp đặt như vậy thì nó cũng có rất là nhiều cái điều vui để cho mình phải lưu ý, để cho mình phải ghi nhớ. Và có những lúc mà mình đi lắp đặt như vậy, có những khách hàng là giúp cho mình, tạo cho mình được những cái bài học rất là ý nghĩa đó, thêm rồi góp ý cho mình những cái này cái kia, cũng đó là một cái mà mình cũng đón nhận từ khách hàng đó, chứ không phải là khi nào cũng là mình hay đâu mọi người. Nhiều khi nhiều lúc mình đi lắp đặt như vậy thì có những góp ý chân thành của khách hàng về vấn đề âm thanh này kia, có khi là họ setup không có được, nhưng mà họ có một cái tai nghe rất là tốt, thì đó là cái mà để mình phải lưu ý, để mình phải nhớ. Rồi có những trường hợp mà đi lắp ở tỉnh cũng như trong thành phố cũng rất là nhiều. Nhiều nói chuyện vui một chút, có những khách hàng mình mới xuống hàng, mình mới đưa đồ xuống khỏi xe thôi, là bên trong là khách đã cho người chuẩn bị làm đồ ăn trước rồi mọi người ạ. Thì sợ anh em lắp đặt xong rồi đói này kia, cho nên là khách cũng chuẩn bị sẵn hết. Lắp đặt xong là có nhiều khách là lắp xong tới 10-11 giờ đêm rồi, khách còn chưa ăn.
khách ngồi ngồi chờ mình khi nào lắp đặt xong xuôi rồi với cái đó mới ngồi ăn chung với mình luôn cho vui. Nó uống đôi lon bia hoặc đôi ly rượu này kia rất là vui. Nói chung là trường hợp mà cái trường hợp vấn đề như là trường hợp mình vừa nói cũng khá là nhiều ở trong thành phố và cũng như ở tỉnh cũng rất là nhiều đó. Thì thật ra thì khi mà mình lắp đặt ở những cái khu vực mà như tỉnh xa nè thì rất là mệt và nhiều khi là làm suốt đêm nữa. Thì nhưng mà khi mà mình được khách hàng tiếp đãi chiêu đãi như vậy thì thực sự cũng rất là thấy ấm lòng đúng không anh? Đúng rồi. Thật ra mà khi mà được khách hàng đón nhận như vậy thì nhiều lúc cũng rất là ngại, đôi khi cũng sợ phiền khách hàng này kia, sợ khách hàng gọi là nói chung là cũng đôi khi đôi lúc cũng sợ bị phiền, cho nên là cũng có cái hơi ngại một chút, nhưng thực chất thì cũng rất là cảm ơn khách hàng. Nói chung là khi được khách hàng đón tiếp như vậy thì mình cũng anh em cũng rất là vui, rất là nhiệt huyết đó, vì được khách hàng đón tiếp này kia như vậy cũng rất là vui. Dạ, thì cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của anh và hy vọng là trong năm mới thì anh sẽ có thêm nhiều chuyến hành trình lắp đặt mới thú vị hơn cũng như là nhận được những cái sự yêu thương và ủng hộ của khách hàng hơn à. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thiên Vũ Channel. Hello anh Luân, anh đang làm cái gì vậy? Anh đang coi kiểm cái solo con của mình. À, anh cho em phỏng vấn xíu nha. Thì theo em được biết thì trong năm vừa qua là anh cũng có dịp là anh đi lắp đặt kỹ thuật tại nhiều nhà khách hàng ở những cái tỉnh xa nè, thậm chí là ngoài đảo nữa. Thì trong những cái lần lắp đặt đó thì có những cái câu chuyện nào khiến anh khó quên nhất hay không? Thì nói chung là đi tới được lắp đặt cho khách đó, thì cũng có thấy nhiều cái anh em cũng thi công, biết rồi, thi công lắp đặt rất là cực. Nhưng mà về phần thi công để mà tiếp trò chuyện nói chuyện với khách đó, thì rất là vui. Được khi tiếp tục mình tiếp xúc á, mình nói chuyện với khách, trò chuyện rồi mình lắng nghe những cái gì mà khách nói chuyện với mình á, nói chung là trao đổi với nhau, nói chung là có niềm vui nhiều thứ lắm. Như cũng ví dụ như là mình đang thi công xong rồi, mình được set up nè, lên âm thanh âm nhạc cho khách, khách rất là hài lòng. Nhưng mà sau đó khách muốn thích mình nghe thử, mình hát thử cái chất âm nó như thế nào để mình test trước cho khách, xong rồi mình mời test khách. Đó, lúc mình hát á, không có nhiều cái vui lắm. Lúc mình đang vừa hát cái khách kêu thôi ngưng ngang đi, tắt ngang, cái mình phải tắt ngạc ngang, là không biết là có phải mình đang hát hay không, chắc là chắc chê giọng hát anh hay sao á. Cái sợ là mình cứ sợ chắc mấy cái anh hát mình có vấn đề gì đó xảy ra, hay âm thanh có gì lỗi gì đó không biết nữa. Cái mình cũng hơi ngại ngại, cái xong rồi khách nói ủa em đang hát đó hay là em dùng nhạc nền đó. Anh nói dạ em đang hát cái ship của mình á. Kêu nói đó là em đang hát đó, em nó đang hát đó. Khách nói phải không, cho chị hát nghe thử. Xong mà khách mới ngỡ nó, xong nghe chắc giọng nó hơi bị giống, gọi là hơi giống Đăng Nguyên đó mọi người. Mình có clip mình hay đăng trên YouTube á, cái tông nó hơi giống Đăng Nguyên một tí. Thì không biết mọi người nghe như nào, hai vợ chồng anh chị cũng bỡ ngỡ nói trời ơi sao nghe sao giống như vậy. Cái hai chồng chúng mình hát ở đâu là người ta nghiêm túc, người ta nghe tới đó rất là hay. Cái cũng ngồi trò chuyện với mình nói cũng rất là vui. Nó tâm trạng trong những lúc thi công mình nhà nói chuyện với khách là phần để xả stress đó mọi người. Để mình làm cho nó không có công việc nó vừa suôn sẻ mà vừa tốt đẹp. Wait a minute. Để mình làm cho nó không có công việc nó vừa suôn sẻ mà vừa tốt đẹp. Dạ. Thì đúng là trong mắt những cái khách hàng á, thì những cái người mà kỹ thuật thì thường thì họ cũng sẽ rất là khô khan. Cho nên mà khi anh cất giọng hát lên là người ta cũng sẽ bất ngờ là tại sao mà một người kỹ thuật khô khan lại có một cái giọng hát nó truyền cảm như vậy, đúng không anh? Đúng. Dạ rồi, thì em hy vọng là anh vẫn sẽ giữ vững một cái phong độ này, một cái giọng hát này để tạo thêm nhiều sự bất ngờ cũng như là một cái sự ấn tượng trong lòng khách hàng hơn nữa nha. Okay. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Hello anh Duy. Nghe nè. Anh đang làm gì? Hello, vậy? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Thiên Vũ Audio. Mình là Duy của Thiên Vũ. Anh cho em phỏng vấn xíu nha. Phỏng vấn hả? Dạ, okay. Đúng rồi. Thì trong năm qua đã có những cái chuyến hành trình lắp đặt cũng như là support khách ở tỉnh xa đúng không? Thì trong những cái chuyến hành trình đó thì có những cái câu chuyện nào khiến cho anh đáng nhớ và muốn chia sẻ với mọi người hay không? Thì câu chuyện á, thì trong quá trình vừa năm vừa rồi thì em đi lắp đặt nhiều nhiều tỉnh luôn, không phải trong nội thành nữa. Nhưng mà câu chuyện đáng nhớ nhất á, thì anh
nhớ một cái chú khách hàng ở bên công ty mình, chú sống ở Mỹ. Lúc đó anh có hỗ trợ online cho chú những vấn đề mà liên quan đến thiết bị. Và sau đó cái đợt Noel vừa rồi là năm nay nè, là chú có về nước và chú vẫn còn nhớ đến anh và chú vẫn tặng quà cho anh. Wow. Ủa, nếu như mà support qua điện thoại thì sao chú biết mặt anh được hay vậy? À, thì lúc đó mình phải gọi video call chứ em. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì không xài Zalo mà xài WhatsApp, là Viber hoặc là Messenger, thì lúc đó mình phải bắt buộc phải hỗ trợ đủ hết nền tảng đó. Như vậy là hầu như là nếu như mình hỗ trợ khách ở tỉnh xa là mình hỗ trợ qua video call, thì cái việc mà hỗ trợ qua video call đó thì nó có gặp cái khó khăn gì hay không? À, hỗ trợ video call thì bắt buộc phải khó khăn là tại vì cái hai cái màn hình điện thoại chút xíu vậy nè. Đó, nhìn vô rất là khó khăn. Thứ hai nữa, khoảng cách địa lý nữa thì nó xa như vậy thì cái đường truyền mạng nó không ổn định. Đó, nhiều khi mình nói chuyện với khách hồi đứng hình luôn, cái hồi không biết nói gì đơ ra, hồi xuất hiện lại mình phải hỏi lại khách. Và còn cái thứ ba nữa là cái khoảng cách địa lý thì nó ảnh hưởng tới cái múi giờ của mình nữa. Nhiều khi khách buổi sáng thì lúc đó mình đang buổi tối buổi khuya rồi. Nhiều khi mình buổi sáng thì lúc đó khách đang ngủ rồi, nên mình phải cố gắng mình hẹn khách khách buổi sáng sớm khoảng là 6-7 giờ gì đó, thì lúc đó mình khoảng là 11-12 giờ đêm. Vậy trong những cái trường hợp mà khách cần support gấp á, trong ví dụ là đang khuya đi mà khách cần support gấp thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì tùy thôi, cái đó hên xui thôi. Nghe máy thì hỗ trợ khách thôi, chứ lúc đó đi ngủ rồi thôi thua. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Thì năm mới cũng sắp đến rồi, thì chúc anh là năm mới sẽ có nhiều cái những cái chuyến hành trình mới hơn, thú vị hơn, cũng như là được khách hàng nhớ đến, cũng như là nhận được những cái món quà, những cái tấm lòng từ khách hàng nhiều hơn nha. Em cảm ơn anh nhiều. Chào em ạ. Dạ. Trình năm 2022 đã chính thức khép lại. Đội ngũ Thiên Vũ Audio đã có rất nhiều câu chuyện buồn vui cùng với khách hàng. Những chia sẻ góp ý của khách hàng luôn là động lực to lớn để Thiên Vũ Audio ngày càng phát triển hơn. Chuyến tàu năm 2023 sắp khởi hành, Thiên Vũ Audio sẽ mang đến nhiều giải pháp mới cũng như những sản phẩm chất lượng dành đến cho khách hàng, hứa hẹn một năm đầy cải tiến và đột phá hơn. Hãy theo dõi hành trình của Thiên Vũ trong năm 2023 nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.